cả tỉnh vì thành phố vì cả tỉnh, để sớm đưa thành phố Hưng Yên trở thành thành phố đáng sống. Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong buổi làm việc sáng nay với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hưng Yên về phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công và xây dựng nông thôn mới. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Báo cáo với đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác của tỉnh, Thường trực Thành ủy Hưng Yên cho biết năm 2021, trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ của sở ban ngành đoàn thể tỉnh, thành phố Hưng Yên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Nổi bật là thu ngân sách đạt gần 2.300 tỷ đồng, đạt gần 220% kế hoạch tỉnh giao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,12%, thu nhập bình quân đầu người đạt 96 triệu đồng một năm. Hai tháng đầu năm 2022, thu ngân sách của thành phố đạt gần 55% dự toán tỉnh giao. Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của thành phố là gần 3.600 tỷ đồng. Việc xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 được thực hiện theo đúng các quy định của luật đầu tư. Năm 2022, thành phố tập trung thực hiện một số dự án trọng điểm như tuyến đường giao thông liên xã Phú Cường, Hùng Cường, đường giao thông liên xã Hồng Nam, Liên Phương, Phương Triều, cải tạo chỉnh trang công viên Hồ Bán Nguyệt, công viên Nam Hòa. Sau khi nghe các đồng chí trong Thường trực Thành ủy báo cáo về ba nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đầu tư công và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, lãnh đạo các sở ngành, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát biểu làm rõ thêm những việc thành phố đã làm được, những việc chưa làm được, các vướng mắc và các nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trong việc thực hiện các dự án. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, đặc biệt là sự nỗ lực sáng tạo vượt khó vươn lên của cán bộ và nhân dân thành phố cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội. Bốn đề xuất của thành phố cũng đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời thỏa đáng. Nói về những kết quả nổi bật mà thành phố đã đạt được trong thời gian qua và những nhiệm vụ mà thành phố cần tập trung để hoàn thành từ nay đến năm 2025, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Rất là hoan nghênh thành phố trong những năm qua cũng đã đoàn kết, thống nhất, hoàn thành các cái chỉ tiêu mà của thành phố đã đề ra. Đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, thành phố cũng là một trong những cái địa bàn thực hiện rất nghiêm và rất là tốt theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và không để lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng. Nhiều tháng là thành phố không có F0. Tất cả tỉnh 20 F0 thì thành phố không có. Cho đến 15 tháng 10 thì cả tỉnh được khoảng 300 F0. Thì thành phố bắt đầu mới có một trường hợp đầu tiên. Thì đấy là một cái thành tích rất cố gắng về kinh tế xã hội. Thì theo đánh giá năm 2021 thì chúng ta đã hoàn thành xuất sắc tất cả các chỉ tiêu. Tốc độ phát triển kinh tế là 8,1. Rồi thu nhập bình quân đầu người cũng rất cao đấy, 96 triệu. Thì đấy là những cái điểm nổi bật. Đi đối với việc phát triển kinh tế xã hội thì phải quan tâm nhất đó là công tác an sinh xã hội. Ta không được phát triển được nhà đồng bộ. Thành phố phấn đấu đến năm 2025 là hộ nghèo dưới 1%. Từ nay cho đến hết nhiệm kỳ thì còn rất nhiều các cái nhiệm vụ. Chúng tôi cũng sẽ xây dựng một cái phương án hoặc một cái đề án đó, cả tỉnh vì thành phố và thành phố vì cả tỉnh. Và thực sự xây dựng thành phố Hưng Yên phải là thành phố đáng sống. Thực sự là phải trung tâm đồng bộ. Và thực sự là một điểm sáng trong toàn quốc. Chúng ta có một tích, đó là cái tích là nhất kinh kỳ như Phú Yên. Có lẽ là không có cái thành nơi nào có cái này. Duy nhất chỉ có Hưng Yên, mà trong Hưng Yên thì chỉ có thành phố Hưng Yên thôi. Thì ta phải thực sự xây dựng cái đó. Thì phải kết hợp với lại chính các cấp, chính quyền các cấp để ta tổ chức thực hiện. Tổng Bí thư có nói rằng phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa. Mà chỉ có các công trình văn hóa để lại thì để muôn đời sau. Thì chúng ta rất lưu tâm, chú trọng trong việc phát triển kinh tế rồi đi đối với việc phát triển văn hóa. Đó là khôi phục vốn cổ. Thì các dự án là chúng ta đã có hết rồi. Bây giờ chỉ có bước tiến hành thôi. Vậy thì cứ giao nhiệm vụ thành phố là tập trung chuẩn bị phương án đền bù giải phóng. Và hai là thành phố cũng phải xây dựng một cái ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng. Sau ban chỉ đạo thì có ban điều hành để ban tổ chức giải phóng mặt bằng.
mà phải dùng biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt. Vì chúng ta đây là xác định là nhiệm vụ chung mà, phải làm cái này. Không thể không được, vì các đồng chí nói rất nhiều về giải pháp bằng. Đây tôi nói ví dụ này này, cái đường Triệu Công Phục, nếu mà đồng chí giải phóng được thì sẵn sàng tỉnh cấp tiền cho đồng chí. Có làm mà không thì phải làm quyết liệt, quyết tâm thôi. Đúng giá mà thôi, không có hỗ trợ thi công thì thành phố mới đẹp được chứ. Không có làm sao mà đẹp được. Đấy tôi nói ví dụ như thế thì các nội dung khác cũng vậy, các dự án của thành phố cũng vậy. Phải mạnh mẽ, phải quyết liệt trên cơ sở tôn trọng luật. Thế còn các công trình trọng điểm của thành phố dự kiến là khoảng 2025 thì bắt đầu khởi công. Còn từ giờ đến 2025 phải tiến hành các bước. Bởi vì qua rất nhiều thủ tục theo quy định của luật, nó phải lựa chọn, phải quy hoạch. Xong đó quy hoạch xong là phải đấu thầu xong rồi giải phóng. Giải phóng thì đến thành phố và bắt đầu khởi công của nhà đầu tư. Thì dự kiến là khoảng chậm nhất là đến 2025 là khởi công. Và nhanh nhất là 2024 người ta khởi công hai công trình này. Mà hai công trình này mà thành công được thì đúng là thực sự là thành Hưng Yên là điểm đến, là một thành phố đáng sống đấy. Và hai là cũng thực sự là một cái trung tâm của đồng bằng Bắc Bộ đấy. À, trung tâm thành phố hiện tại bây giờ thì có một công trình trọng điểm nữa, đó là khu liên hiệp thể thao. Thì nội dung này thì trước đây thì tôi cũng đã nói là nếu thành phố hay là ban quản lý khu đô thị Yên mà có nguồn toàn bộ giải pháp bằng thì tỉnh ưu tiên là chủ đầu tư để làm đẩy cho nhanh. Thì hiện nay ban quản lý đại học Phố Yến họ cam kết là giải phóng toàn bộ, mà hiện nay tiền của ban họ đã chuẩn bị gần 200 tỷ chỉ để giải phóng bằng. Và tới đây sẽ trình toàn bộ cái chủ trương đầu tư cái nội dung này, ủy ban tỉnh sẽ báo cáo ban nội vụ, ban chấp hành nội dung này. Thứ hai là khi mà phát triển thành phố như thế thì dân ở đâu về, không có gì hơn đó là tập trung các khu công nghiệp sạch. Thì mới lượng dân ở các nơi khác về, ở trên các nước trên thế giới về. Thì nội dung này đã có quy hoạch, hôm qua chúng ta đã họp và thống nhất để tới thỏa thuận Bộ Công Thương để trước hết ta làm cái cụm công nghiệp trước. Sau cụm công nghiệp xong, họ lắp đầy xong thì mình sẽ chuyển thành công nghệ cao. Mà Apple về thì không có gì thay đổi, họ một năm họ sẽ nộp cho thành phố lên 5.000 tỷ. Nhưng mà ít nhất là chúng ta được giải quyết công ăn việc làm, hàng trăm ngàn lao động. Thứ hai là ngân sách của thành phố cũng tăng lên. Do vậy cái xác định vai trò khi mà đến giải phóng mặt bằng không có gì thay đổi đến trong tháng 4. Tháng 4 này phải có phương án giải phóng mặt bằng. Đến tháng 5 là phải giải phóng và tháng 6 phải xong. 200 hectare này. Khi đến đây thì thành phố phải xây dựng một cái ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng của thành phố đấy. Chứ không phải để ban quản lý đâu. Ban quản lý chắc chắn không làm nổi vì cái diện tích rất là lớn liên quan đến nhiều hộ dân, thì chúng ta phải các cấp chính quyền vào cuộc, thậm chí cả Mặt trận Tổ quốc đi, các hội đoàn thể đi vào đi tuyên truyền vận động. Còn ở tỉnh thì rất ủng hộ công chí rồi. Các đồng chí mà đề xuất cái gì theo phạm vi cho phép, luật cho phép thì tỉnh ủng hộ ngay. Thế còn các nội dung chỉnh trang đô thị, nghỉ hè chỗ nào hỏng nát thì phải làm. Đường xá chỗ nào nó hỏng quá, yếu quá, xấu quá thì cũng phải làm cải tạo, lập giải áp phan, mặt bằng cho nó đẹp. Hiện nay là chúng ta có 10 xã, 7 phường. Thì quan điểm của đồng chí cũng vậy thôi, cũng cố gắng là nâng xã lên phường. Phấn đấu là 100%. Các xã là về đích nông dân mới nâng cao, phấn đấu là 50% hoặc là 100% là nông dân mới kiểu mẫu. Đấy. Chỉ đồng chí, tùy các đồng chí, nhưng mà phải cao hơn mức của tỉnh bình quân. Riêng trồng cây thế này thì tỉnh cũng đã có đề án rồi, thì các đồng chí đã có kế hoạch rồi, thì đồng chí nâng cao lên. Ví dụ như đồng chí bỏ ra 1 tỷ thì hỗ trợ đồng chí 1 tỷ. Với mục tiêu là phủ xanh toàn bộ thành phố, các đồng chí phải quyết tâm xây dựng thành phố thực sự là thành phố đang sống, thực sự là một trung tâm của đồng bằng Bắc Bộ và thực sự là một điểm sáng của toàn quốc. Với đấy nó mới là quyết tâm cao, mà đó mới là mục tiêu cuối cùng.